Đây là đồng chí Dương Văn Thông. Này đưa các vị lãnh đạo đi đi đâu nhỉ? Anh. Đi lắp wifi. Lắp cầu truyền hình. À lắp cầu truyền hình. Lệnh. Bây giờ là 5 giờ rồi. Làm xong gần chục điểm rồi nhỉ. Bây giờ còn nốt điểm ủy ban huyện đẹp như này mà không liên hệ được với ai. Chết. Bên này mà anh Thông ơi. Bên này mà anh Thông ơi. Giám đốc Thiện. Có. Rồi, này gần 10 mạng đi triển khai với thuê bao này. Mãi trên kia. Tí nữa ướm dây mà cắt thôi anh. Vâng. Nhà máy trong kia kìa. Ra. Một là từ ngoài kéo vào, hai là trong kéo ra theo ra. Thế lên tít cột trên kia mà kéo á? Vậy thì mang mẹ ra ngoài mà kéo đi. Hai lần. Này cầm. Đặt đâu? Cầm máy đi anh, cầm máy đi. Mỗi cầm máy. Đấy, giới thiệu anh Thông. Chú Bá Thông. Bên này nó đông người. Đông như nào? Từ đây sang kia bao nhiêu? Đâu biết rồi. Sao? Từ đây ra kia có thế nào? Chăm. Thôi tí nữa. Thôi kéo đây được, nếu mà ở đây rồi. Có máy đâu vào. Vẫn dùng. Cái cầm như nào? Này thì thoại anh nó đây này, đấy. Đấy, này cầm như này này. Đấy. Anh em có mua gì thì bảo vệ. Anh em mình bán cho. Anh Thông đang nhắn với ai đấy? À, này còn một tốt, một xe, một pháo, bánh cho tầm mỗi xe, một bánh cho mà nó chui buồn. Thế đấy, tao mỗi xe mà nó một tốt, một pháo, một xe này mà. Vì tao như vũ hổ, anh Thông. Đẹp lắm. Đi vào trong kia chưa? Trong đây phải. Tao còn mình cũng phải là phòng đi kéo dây ra không? Cái này đi kiểu đéo à. Thôi, vẫn đây phải quay rồi, có thang. Thang ra đằng sau. Trèo lên mái được. À, Dương Đình Thông. Dương Đình Thông của bộ đội. Nói anh cầm máy đi. Thôi từ từ, ông tắt đi. Thôi em thế hai người. Ủa, thế em cho qua cái này đã không? Em càng nhàn. Qua cành cây đã. Giám đốc Thiện. Kim đây.
Nhìn là thấy chuyên nghiệp rồi. Đấy, anh em thấy không? Cả lái xe ông. Đi, đi ra đằng sau lấy thang đi. Đằng sau nó có một cái mái để có thang mới lên được. What? Sao anh ơi? Alo. Xong hết rồi. Anh ở treo rồi. Hả? Treo này à? Không, nó đi qua đây rồi. Đây đi theo đường này thôi. Kiếp ai gọi lắm thế nhở? Hả? Vươn lên đâu? Không, anh đi thẳng ra đấy là nó không đan. Em tính hết rồi. Alo. Ờ. Thì phải chờ thôi. Chờ lên nào nó lên hạ tầng, nó sắp xong rồi, nó làm hết hộp rồi gì em. Chắc cũng độ 1-2 tuần gì nữa thôi. Để chịu. Vina làm gì nó có hộp nào ở đấy? Yeah. Trong nhà em á. Đối diện đây dùng Viettel. Nhà đối diện làm gì có nhà nào đối diện? Bé tí tí cũng Viettel. Viettel. Nhàn Thùy gì? Đấy à? Ừ. Dài dài thôi anh Thông ơi. Rồi tí nữa có gì anh gọi nhé. Thì bây giờ có hạ tầng ở đâu mà lắp? Ờ. Chắc mấy 1-2 tuần nữa thôi, bởi vì bọn nó làm xong. Anh thấy hôm nay anh thấy đi, anh thấy nó làm hết hộp rồi mà. Nhập niêm bọn nó nhập nhanh mà. Anh đặt dày mà. Lần này đặt nhiều mà, 3-4 mấy hộp đấy.
cái kìm của anh em đâu anh Thông, anh Thiện ơi. Thông cống ơi. Được. Cần gì phải chốt. Anh chốt ở trên kia là được. Trên chỗ anh em. Anh biết chốt không? Có đặt dây nào để mồi không? Cần gì mồi anh? Hả? Sao dây ở phòng chứ? Phòng nào nhỉ? Anh Thông. Anh Thông nhận nữa. Này ăn ở đâu đây anh? Hả? Tưởng đặt mâm rồi, anh Thông cũng đặt đi à? Mẹ cầm quỹ đi à? Anh ăn mát vào cho em cho nào. Này. Ui giời, thôi. Đừng thò đâu. Để dư dây ra sau này còn chuyển lên trên này. Dư thì nó đi vòng đường kia cơ mà. Biết đâu được nó lại. Nhưng mà phòng này đi ạ. À, nào dưới băng sang thì sao? Khi nào nó hết dịch nó xóa cái gì? Điền. Đây là cầu truyền hình làm gì mà xóa. Đây đang bảo để dư dây ra. Nào nối thôi. Mẹ lại còn thích nối. Bây giờ bảo cắm đầu khác đi xong rồi anh em củng cố lại treo đấy để cho anh kết nối cầu. À. Chốt kia chốt chưa? Chưa chốt. Thế bây giờ ấy anh Thông đã hay là anh để lượt tựa. Cái bấm đầu phát cho nhà nó đi. Không đầu nối đi xong để Nguyễn ở ngoài. Có mỗi túi đồ thôi. Đằng nào cũng thế. Mỗi một túi đồ. Đầu phát ở đấy à, cần gì? À đúng rồi kia chưa bán à? Vâng. Thôi cứ để dài ra ở đây nhá. Tí nó chốt xong. Thêm dây đi, mà dựng phòng ở đây. Thêm thì thêm, sợ cái gì? Ủa. Phải dựng phòng tầm khoảng 20 mét thì mất gì? Cho 50 mét luôn. Thôi ơi. Ở bên cửa hàng luôn. Bình tĩnh. Để tao đi dậy, mày lấy thang mà treo đi dậy. Đây cột Vina kìa.
Mình chào chào. Vừa rồi. Hai cái vào xếp. Hai cái à? Ừ. Cái. Vậy thì mình để ra ha, mình đưa tăng. Ui, dài quá. Đấy, thế thôi. Thằng Trường nó có, chắc nó ngủ ở trên Lạc Thịnh rồi. Nha. Yeah. Có tách cái này không? Có. Mà mùm mày thì nhẹ cứng tách gì đó. Alo. Anh vừa gọi cho tốt à? Vâng vâng, chờ em tí. Chưa chưa anh ơi. Vâng. Nó có tín hiệu rồi mà. À vâng. À. Rồi rồi. Này anh Lưu gọi hơi nhiều. Nóng máy. Hết cả pin điện thoại rồi. Cái thằng sĩ này. Thầy sĩ này làm ăn kém quá. Hả? Anh mua đó. Ờ. Cứ nghỉ hôm nào là ý rằng bấm đột phát này xịt. Vâng.
Alo. Đang kéo dây đây anh. Trường. Tao đưa chắc là thằng Trường. Trường à? Vâng. Anh kéo cái đầu đấy. Túi đồ anh cầm rồi nhờ. Đây cho em một giây. Trèo lên đây buộc. Thiếu á? Làm gì? Em ướm mà thiếu dây được. Alo. Anh đang ở hàng trạm, sao vậy? Lạc lương cơ. Gần quen, sao vậy? Ờ, hình như vậy. Ông nào mà chả dễ tính. Thiếu 20 mét đâu, thừa 20 mét đấy. Thế cả thiếu kìa, đến cái đầu kia là hết kìa. Thế cái hộp ở đấy đây. Đấy cái đầu ấy này, đầu bên này này, cái sang bên kia đéo ấy. Đầu nào? Đầu bên này này. À hộp đây gì? Cái cột đấy đây. Thầy cứ vặn em. Anh Thông ơi, có phóng lan đây này. Phóng lan. Anh gọi cho anh Thiện vào ra mà bấm đi anh ơi. Vâng. Gần như thế vì nó để cho các cháu học còn gì nữa. Vâng. Đắp liên tục.
đang lắp kho điện học tàu. Thấy hôm qua bên trên chỗ nông trường con gì đâu cũng thấy có sóng à. Mình wifi nên đi là thấy có sóng. Đây của các ông phải nhưng mà vẫn đứt liên tục chứ nhỉ. Kéo kéo xe xe máy. Tại vì cái dở giờ có phải tìm điện thoại không đâu. Có được không? Có chứ. 77.000. Nguyên TV không nhỉ? Vâng. Cái nào anh? Cái vỉ đầu phát đó. Vâng. Em nghiệm thu chứ? Đồ của em nghiệm thu chứ? Tí nữa mới chuyển. Hạ thang anh Thông ơi. Hạ thang cho em ơi. Em mang vào chỗ mấy anh công an này mà đặt này. Hạ thang đi. Bấm được không? Thế thôi, anh lui chân nó đi. Lui nữa đi. Đạp chân vào đấy chứ. Còn đây 528. Kinh Nhật Nguyễn cái chiều nay làm 4 phát nhỉ? 5 phát chứ? 5 phát rồi. Nguyễn Đặng Cốc ơi. Chiều mà đeo thấy có bia nữa. Tí nữa kiểu gì chả có lấy quỹ ra mà ăn. Lo gì anh? Nhờ. Ra đâu ấy, ghi cái nhãn đi. À anh đưa cho em tụi đồ. Đạp vào cho em. Hả? Vợ à? Ừ rồi của em á. Nguyễn BA1. Anh cần điện thoại nhỉ? Vâng. Đồ nào? Đi là việc của đội người ta.
Hôm nay ai quản lý nhờ trước đây củng cố này. Không phải đợt trước anh làm củng cố rồi, hôm nay ngon rồi à anh Thiện? Chưa, tí nữa. Đi mẹ. Đi đây. Ôi. Ăn gì? Nguyễn đang trên cột. Ghét bọn Lạc Sơn ở đéo chuyển nữa. Anh bảo vậy. Cái gì? Lạc Sơn ấy đi. Lạc Sơn ấy đi. Lạc Sơn giờ đéo chuyển nữa. Anh em gì với đội Lạc Sơn? Toàn mình sống ở Dũng Ba Vương. Dũng kia cơ. Anh Dũng ấy hay xuống đây này. Dũng Ba Bư là Dũng kỹ thuật mà.